Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một bức tranh, đó chính là đây nha. Mình cũng chả biết đây là cái gì, giống cái ống hút thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu tô luôn nhé. Ok. Mèo đâu nó lục cái gì? Tôi biết mà. Sau trời gần sau đất quả phải. Ok. Đó. Hãy tôi như mình nha mọi người. Tốt rồi. Cái tô như mình nha, để nó có được những bức tranh đẹp. Tốt rồi. Đó, rất đẹp đúng không mọi người, và mình sẽ hoàn thiện nhanh nha, mình đợi một người tô nha. Ok. Ơi, tôi nhanh lên nào. Ok. Tốt rồi. Có nhỉ.
Mọi người tôi đâu rồi? Đây, bức tranh mình đây nha. Và mình sẽ hoàn thiện bức tranh này luôn nha. Thế ok mọi người tốt, nhanh lên nào, cho hoàn thành rồi nhá. Cố lên mọi người, đó mọi người anh gì nào, bức tranh cửa vùng nha. Ok ok mình sẽ cắt thú ăn xu nha mọi người.